Hai, mình xin chào tất cả các bạn đã đến với kênh Phụ Kiện Hồ Cá của mình nha. Thì hôm nay mình giới thiệu cho các bạn một số loại đèn LED kẹp chiều dài bể cá nha các bạn. Ba chế độ đổi màu của hãng Zinica. Bên mình thì có size từ size 20 cho tới size 80 nha các bạn. Đây bạn SC20, có nghĩa là chiều dài của cái đèn này là 20. Các bạn có thể sử dụng cho bể 20 hoặc 30 cũng được. Tại vì mỗi cái đầu này các bạn có thể tăng đưa ra được 5 xăng, là các bạn có thể nới ra cho hồ 30 vẫn được. Nhưng mà các bạn muốn đẹp thì các bạn chỉ sử dụng hồ 20 thôi là nó vừa kích nha các bạn. Và bây giờ mình sẽ test trên cái bể 40 này của mình. Thì mình sẽ lấy cái đèn 40 nha các bạn. Rồi các bạn đợi mình gắn vào hồ nha. Rồi mình đã gắn cái đèn 40 vào bể 40 của mình rồi nha các bạn. Nếu các bạn sử dụng cho hồ 50 á, thì các bạn có thể kéo đầu này ra mỗi bên 5 xăng nha. Các bạn sử dụng cho hồ 50 được. Nhưng mà nó hơi xấu một chút xíu. Rồi cái lần đầu tiên thì các bạn nhấn nút hơi mạnh nha. Còn mấy lần mà các bạn muốn đổi màu các bạn chỉ cần nhấn nhẹ thôi, nó sẽ chuyển màu cho các bạn nha. Hiện tại cái này là cái tông màu trắng xanh nha các bạn. Các bạn có thể nhìn dưới cái ánh nước các bạn thấy. Tông màu trắng đa số nhiều và một số 1-2 dải LED màu xanh. Rồi các bạn chuyển qua màu khác nha. Nhấn nhẹ thôi là nó qua. Rồi bây giờ hiện tại là tông màu. Có màu xanh lá cây, màu xanh dương và màu đỏ nha các bạn. Các bạn nào nuôi cá màu đỏ thì các bạn có thể bật tông này. Cho những con cá màu đỏ nó sẽ bắt cái ánh đèn này lên, nó sẽ lên màu đẹp hơn nha các bạn. Rồi chế độ này là chế độ sáng hết. Tất cả dải LED trên bóng đèn đều sáng. Bóng trắng, bóng xanh dương, bóng xanh lá cây nó đều sáng hết nha các bạn. Khi ở chế độ này thì cái hồ các bạn nó rất là trong luôn các bạn. Nó rất là rõ nét. Rồi size 20, 30, 40, 50, 60. Ngoài ra cái size 80 thì mình có cái hiệu cao cua này nha. Nó vẫn là ba chế độ đổi màu. Bây giờ để mình test thử cái đèn 80 này cho các bạn xem nha. Nó khác hiệu nhưng mà vẫn là ba chế độ đổi màu, cũng giống giống vậy các bạn. Để mình gắn thử cái đèn cái. Do mình không có cái bể 80 cho nên mình chỉ để đỡ vậy cho các bạn xem cái ánh sáng của nó thôi nha. Nó cũng có nút tắt, nút mở đây nè các bạn, lần đầu tiên các bạn nhấn mạnh thôi. Cái này hiện tại là tông màu nha các bạn. Nó vẫn có 3 màu, 4 màu nha các bạn. Màu trắng, màu đỏ, màu xanh lá cây và màu xanh dương. Để mình nhấn nhẹ qua cái nữa thôi. Rồi đây là tông trắng nha các bạn. Đối với cái đèn cao cui này, đặc biệt là tông trắng là bóng trắng không nha các bạn. Nó không có một cái bóng xanh nào giống như cái đèn của Zinica nãy. Hồi nãy thì nó có sẽ có 2-3 dải LED màu xanh, nhưng mà đối với cái đèn cao cui này thì nó trắng là nó trắng luôn. Đối với ánh sáng trắng này thì các bạn nào có trồng cây thủy sinh ít ít thì các bạn có thể sử dụng ánh sáng của nó nha. Rồi một cái chế độ nữa. Cái này hiện tại là đang là sáng hết nha các bạn. Tất cả bóng đèn trên bóng LED đều sáng. Wow, sáng dữ vậy. Rất là chói mắt luôn các bạn. Nó sẽ gồm là màu trắng, màu vàng, màu xanh dương và màu xanh lá cây nha các bạn. Màu đỏ nữa. Rồi bây giờ mình sẽ giới thiệu tiếp cho các bạn một loại đèn chìm dành cho các bạn nào nuôi cá rồng nha. Những bạn nào nuôi huyết long thì các bạn có thể sử dụng đèn này thì nó sẽ đánh con cá mình lên màu đẹp lắm. Cái này thì nó màu trắng hồng. Cũng là dài 8 tấc nha các bạn. Rồi các bạn đợi mình khui sản phẩm ra cái. Rồi đây là bên trong cái đèn đó nha các bạn. Nó sẽ cho mình hai cái chấu hít vào bể cá. Tại do cái đèn này mình để chìm dưới nước được nha các bạn. Các bạn để chìm với nước và các bạn đánh nó vô dày thì những con cá các bạn sẽ lên màu đẹp hơn. Còn mình bây giờ mình sẽ test trên cạn thôi.
Ở đây nó vẫn có cái nút công tắc cho mình. Wow, sáng quá các bạn. Đối với tông những cái màu mà những cái đèn led mà có màu trắng hồng này á, thì những con cá màu đỏ của các bạn nó rất là dễ lên màu nha các bạn. Cái này thì nó chỉ một màu thôi, nhưng mà được cái là các bạn có thể để chìm trong nước. Các bạn sử dụng cho bể 80 nha, tại nó dài là 80 cm. Đối với loại này mình kiếm cái loại nhỏ nhỏ mình bán cho các bạn, nhưng mà nó không có loại nhỏ các bạn, phải được cái loại nhỏ về bán ngon. Nó chỉ sử dụng cho hồ cá rồng to to không à, 80 không à, 80 trở lên không à. Mình cũng đang kiếm cái loại này mà loại nhỏ nhỏ thì nó sẽ dễ bán hơn cái loại dài này. Khi nuôi á, khi các bạn vô hồ thì các bạn để hướng vậy nè, nó sẽ đẹp hơn nha các bạn. Các bạn đánh nó ngược vô, ánh sáng ngược vô vậy nè, thì nó sẽ đẹp hơn. Rồi mình đã quay cho các bạn một số loại đèn led dài thôi. Còn một số loại đèn led kẹp chính giữa bên mình vẫn có, nhưng mà bữa nay cái clip này thì mình sẽ quay như đây thôi nha các bạn. Mình xin hẹn gặp lại các bạn ở những video sau. Các bạn nào thấy video mình hay thì cho mình một lượt đăng ký kênh và một lượt like nha các bạn. Mình xin cảm ơn các bạn rất là nhiều nha. Rồi mình xin chào tất cả các bạn nha.